Vì cái trường học này nó quá là lớn nên tìm ra cá rất là khó, phải là tiên mới tìm được nó. Nhiều người nói xin nó, trời ơi, những người bây giờ thấy em đang bảo tồn rái cá ở đây muốn nuôi nó, cho nó đi xin xỏ đồ làm thấy ghê lắm. Trời ơi, em nuôi bảo tồn nó, em thả nó trong tự nhiên để nó phát triển giống nòi nó, rồi mình còn thấy nó, tự nhiên cho đem về nuôi nhốt làm thú cưng đó trời. À, học sinh đi theo vậy hả? Đó, rất là suy nghĩ ích kỷ, suy nghĩ tàn ác. Dạ yeah. Thôi Tiun phải đi trong vũng nước rồi Ti Ti ơi. Dạ yeah. Chỗ này có nước chảy á, chỗ này đi nó không bị lúng. Còn chỗ này không có nước chảy á, mình đi nó sẽ rất là lúng thôi quý vị. Đi theo cái dòng nước chảy này là được. Ti Ti đi trước đi con, chân Tiun dơ quá. Bùn ở đây nó có mùi thúi nha, mùi thúi của cây chết. Dạ, đi đường này là ra biển luôn á. Đó, đi đường này là ra sông luôn nha quý vị. Việt Nam mình sông ngòi nó rất là nhiều nên các nhà máy xí nghiệp nước ngoài họ qua đây họ làm kinh doanh, họ sản xuất, bởi vì họ có thể phi tan rác thải công nghiệp của họ rất là dễ, chỉ cần đổ ra sông ngòi thôi là nó đi ra biển hết rồi, đỡ phải tốn tiền xử lý. Dạ, làm như vậy rất là ác, nên nhà nước mà không có làm được những cái biện pháp để bảo vệ sông ngòi á, để khắt khe hơn với các nhà máy xí nghiệp á, chỉ vì ăn những cái đồng lời nhỏ của người ta thôi mà hủy hoại tương lai của con em mình. Quý vị cứ tạo nghiệp như vậy hỏi sao Covid nó hết. Còn tại sao Tiun lại không bao giờ bệnh tật? Dạ, em không bệnh tật, em không chích Covid-19 và em sống với thiên nhiên động vật. Con muỗi nó còn không chích em thì có lý do gì em phải chích tiêm vaccine mà em có bao giờ bị bệnh đâu. 27 năm rồi em chưa bệnh cảm một ngày á. Các loài vật nó yêu quý em nên nó mới như vậy. Ti Ti nó đang học hỏi cái gì vậy ta? Mò cua bắt ốc đó. Đó, bản năng á, mò cua bắt ốc trong hốc cây á. Nãy quăng tép xuống nước con ăn hết chưa? Chắc nó không thèm ăn luôn á. Để cúng thổ thần thổ địa đó luôn. Dạ. Trong thiên nhiên này ai là người biết tất cả? Là người có tình yêu của các loài vật thì sẽ biết tất cả thôi. Lớp Ly à, con ở nhà hàng xóm mà con chạy ra đây kiếm Tiun, Tiun sợ con thiệt chứ. Dạ, nó ở nhà hàng xóm cách em 200 m mà nó, em đi tìm rái cá nó ra đón đường em luôn. Tụi nó đánh hơi mùi của em á. Ồ, chỗ này em đi hết được rồi, lúng quá. Dạ, rác thải nhựa em xin không lụm được mà, nhưng mà nó dính vô thì em sẽ lụm. Quý vị cứ thải rác ra em lụm, em mệt mỏi chứ quý vị. Đang đi như vậy phải cầm một bịch rác đi đến cuối con đường vì một ai đó. Khi quý vị xả rác xuống nước, quý vị nghĩ là có người nào lụm lại cho quý vị à.